Nhắc tới cái vụ này Thanh Tùng nhớ Thanh Tùng bị bắt lỗi lần đó ra sân khấu giới thiệu chương trình. Thanh Tùng giới thiệu: thưa quý vị, đây là phần trình diễn đặc biệt của nam ca sĩ Tuấn Vũ. Không biết ai ra hết trơn. Cái quay qua trong: anh ơi, giới thiệu anh rồi, quý vị một lần nữa trọng hóa tay cho nam ca sĩ Tuấn Vũ. Không ra. Cái ông đứng ở trong ổng tròn cái miệng ổng đó mới hiểu. Thưa quý vị, nam ca sĩ Tuấn Vũ. Chàng mới chịu chạy ra. Cho nên cái vụ Vũ với Vũ này cũng rất là lắc léo. Thành ra giới thiệu tên mà lộn đó là ca sĩ họ không chịu ra là vậy. Thành ra Thanh Tùng bây giờ rất là kinh nghiệm. Xin lỗi cô Tố Hinh, hay là Tố Hinh chứ không phải là Tố Huỳnh. Còn bây giờ là trích đoạn cô Hóa Tuần, Cải Lương, Thoại Khanh, Châu Tuấn. Và trước khi giới thiệu tên của nghệ sĩ, xin mời chú Sửu. Chú Sửu ở đâu? Mời trở về vị trí. Rồi chúng mình đi sẵn rồi phải không? Tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục trích đoạn Thoại Khanh, Châu Tuấn. Và phần trình diễn của hai nghệ sĩ đó là Nguyệt Thanh và Kim Anh. Thank you.
chị đã đưa cô Quỳnh Thanh, Kim Anh. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Trời ơi, quý vị thấy mẹ con lên khóc lóc với nhau bởi vì đi tìm Châu Tuấn mà Thoại Khanh bị lạc trong rừng, đói quá mới lóc thịt cánh tay của mình cho mẹ ăn. Đây là tình cảnh của cô con dâu Thoại Khanh. Mà quý vị thấy không, Thoại Khanh á, mà ăn mặc thiệt là mô đen như vậy, chưa kể tay đeo hột xoàn vậy cắt thịt con chay. Bà mẹ chồng nữa, cái đôi bông tai, cái bông tai đắt tiền lắm á. Con thấy cái vòng của cô cũng đẹp lắm luôn á, khỏi cần cắt, đưa cho con chạy vô đây liền, đem ra đưa tiền mặt cho con.